Nghe nói vịt nấu thơm là món ăn dân dã của người miền Tây, không những trẻ nhỏ đến người rướng cũng rất là thích ăn. Vào những ngày đám tiệc ở miền Tây thì món vịt nấu thơm là món chủ yếu. Hôm nay mình sẽ nấu món vịt nấu thơm cho cả nhà cùng ăn. Sẵn mình sẽ chia sẻ cho cả nhà nếu ai đang cần để nấu món vịt nấu thơm cho cả gia đình mình nha. Để nấu món này thì mình chọn con vịt, mình sơ chế rửa thật kỹ, sau đó mình sẽ chặt vịt ra. Thì cả nhà lưu ý, hôm bữa mình đã chỉ hướng dẫn cho cả nhà cách sơ chế vịt không bị hôi tanh rồi, thì cả nhà nhớ áp dụng nha. Vịt thì cả nhà chặt theo sở thích của mình. Trong video mình sẽ chặt cục dừa thôi, chặt xong mình để vào trên trong một cái thốt. Sau nữa thì mình nêm gia vị. Gia vị thì gồm có là hạt nêm, bột ngọt, đường, kế tiếp nữa là muối, sau nữa là hành tím, tỏi băm, xíu tiêu, xíu nước mắm, và sau nữa là xíu đồ ăn. Thì cả nhà gia giảm theo khẩu vị của mình nha. Sau khi xong rồi mình sẽ trộn, mình để trong vòng 30 phút. Trong khi chờ đợi vịt thấm, mình sẽ cắt thơm, thơm thì mình sẽ cắt hình tròn, tùy theo sở thích cả nhà, cắt thao cũng được nha. Mình để vào bên trong cái thao để thơm thấm ngọt. Khi nấu thì nửa ký thơm mình cho 100g đường, mình sẽ dùng tay trộn lên cho đường thấm vào bên trong thơm. Sau khi trộn đều rồi, mình để qua một bên. Kế tiếp nữa là mình sẽ sử dụng củ cải trắng để làm cho nước trong và ngọt nha. Hành tây thì mình sẽ làm cho cái nước của mình thơm. Kế tiếp rau niêm thì mình sẽ sử dụng hành ráo và ngò lý sắc nhuyễn, sau mình để qua một bên. Kế tiếp mình sẽ phi tỏi, mình sẽ cho tỏi vào bên trong cái nồi dầu đang sôi. Mình sẽ dùng sạn đảo đều đến khi tỏi vàng thơm, mình để vịt vào. Mình sẽ dùng sạn đảo nhanh, đảo liên tục, đảo cho đến khi mà vịt săn chắc lại, nước sạch xuống, gia vị thấm vào bên trong vịt, thì mình sẽ chế nước vào. Thì nước ở đây là mình sẽ sử dụng 3 lít nước cho 2 kg vịt nha cả nhà. Sau khi nước vào rồi thì mình sẽ để hành tím và củ cải trắng vào luôn, để cho khi nước đun lên thì cái nước nó sẽ không có bị đục. Mình sẽ đậy nắp, mình đun với lửa nhỏ cho đến khi nước sôi, mình mở nắp ra. Thì lúc này cả nhà lưu ý là mình dặn lửa nhỏ và mình vớt bọt nha. Và khi mình vớt bọt xong thì mình cũng sẽ dặn lửa nhỏ cho đến khi vịt chín thì mình hả để thơm vào. Và mình để thơm vào, mình cũng sẽ dặn lửa nhỏ để cho cái nước thơm của mình nó rút vào bên trong thịt đó, nó sẽ ăn thơm và vị ngon hơn. Thì cả nhà cũng thấy nước rất tông, không bị đục, và đặc biệt cái nước thơm ra thì cái mùi rất là thơm, ăn rất là ngon. Thì lúc này thơm cũng đã chín rồi, thì mình sẽ tiếp tục mình để cái hành tây vào, và sau đó nếu ai ăn ngọt thì mình sẽ cho vào bên trong một ít đường phèn nha cả nhà. Sau khi cho vào xong rồi thì mình dặn lửa cho đến khi hành tây đường phèn tan ra là được. Thì món vịt nấu thơm này cả nhà ăn kèm với bún là ngon nhất. Sau khi xong rồi thì mình sẽ ra tôm, mình sẽ mời ông bà cô chú bác cùng ăn. Hôm nào cả nhà rảnh thì thử làm nấu món vịt nấu thơm này nha. Với cái công thức và cách làm của mình thì cái nước trong không bị đục, vịt sẽ thơm và không bị hôi lông. Vậy là video vịt nấu thơm đến đây là đã kết thúc rồi. Rất mong rằng cả nhà sẽ hài lòng với video này. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo.